Rồi, xin chia sẻ với các bạn về cái việc mà ví dụ chúng ta bị khóa không cho viết bài trên những cái nhóm khác trong vòng 7 ngày các bạn nha, hoặc là mấy ngày đi chăng nữa, ví dụ mình muốn chuyển qua tài khoản khác đi, nhưng mà các bạn chuyển trên app á, là nó sẽ báo, cho dù các bạn là qua tài khoản khác á, nó sẽ báo nha, nó sẽ báo á, là các bạn không có được post bài. Mình ví dụ vô cái trang diễn đàn phản động này đi. À, cái nhóm phản động này nha. Rồi bây giờ mình ví dụ mình viết bài nè, mình viết bài nha, mình gõ vài chữ thôi nè, các bạn thấy không, thông báo nó hiện ra liền nè, trong vòng 7 ngày ha, tới ngày 2 tháng 7 mình được 2 ngày rồi đó, phải không ta, 2 tháng 7 hả? Đúng rồi, rồi đó là còn mấy ngày nữa thôi. Bây giờ chúng ta chuyển qua thử cái tài khoản khác là các bạn sẽ biết nha. Các bạn sẽ biết là tại sao là mình phải chia sẻ với cái vấn đề này. Ví dụ mình đăng nhập vô tài khoản khác đi, bây giờ mình thoát ra nè, mình đăng xuất thoát ra nè nha. Đây mình thoát ra ha. Rồi mình thoát ra rồi mình sẽ đăng nhập vô một tài khoản mới. Đây mình ví dụ đây vô tài khoản này luôn, coi nó vô luôn được nha. Ví dụ các bạn vô được rồi ha, tại vì cái này tài khoản khác bạn chỉ cần nhập mật khẩu vô thôi, tại vì mình video này mình chia sẻ với các bạn thêm một bước nữa là xác minh hai bước bảo mật tài khoản cao hơn nữa nha. Rồi khi mà các bạn đăng nhập vô rồi, mình khỏi mất công mình nhập mật khẩu lại, mình đã lưu mật khẩu trên đây rồi. Với tài khoản này thì mình chỉ ấy thôi, bây giờ mình mở thử cho các bạn xem là mình vô cái diễn đàn này mình ấy luôn, cái tài khoản này nó không có bị, nhưng mà các bạn đăng nhập liên tục trong hai cái ad một lượt á, là cái tài khoản kia các bạn đăng nhập trên cùng cái điện thoại các bạn là các bạn bị luôn, nó bị báo như vậy đó. Thành ra các bạn muốn đăng á, các bạn đăng không được, nhập qua tài khoản khác mà vẫn đăng không được, mặc dù tài khoản đó không có bị cấm nha. Rồi 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 bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóa xóa cái dữ liệu và bộ nhớ tạm của nó. Thì trước đây mình cũng chia sẻ với các bạn rồi ha, xóa là chúng ta vô cái phần một ứng dụng ha, đó chúng ta vô xóa phần bộ nhớ điện và cái dữ liệu của nó thôi, chọn sắp xếp theo kích thước cho nó lên những cái ứng dụng mà nó nặng, nó sắp lên đầu để chúng ta chọn cho lẹ, tại vì nhiều điện thoại chúng ta cài nhiều app đó, thành ra là chúng ta tìm nó hơi lâu. Rồi các bạn chờ xíu nha, cái này load hơi lâu xíu tại mình cài nhiều quá. Đây Facebook nè. Đấy, các bạn vào đây các bạn tiến hành, các bạn luộc hết đi ha, vô cái mục lưu trữ ha, vô mục lưu trữ là lưu dữ liệu nè, đấy cái này xóa dữ liệu nè, để người ta giống như là xóa là người ta mất hết cái tài khoản nha. Các bạn nào không có mật khẩu, quên mật khẩu thì đừng xóa nha, không khuyến khích nha, nhưng mà cũng có cách lấy thì các bạn biết á, thì ấy, còn không biết á, thì tốt nhất đừng 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 ấy nha. Rồi, bạn nào mà biết cách lấy lại mật khẩu á, qua mail á, thì chúng ta làm, còn không thì tốt nhất chúng ta đừng làm cách này nha. Mày tốt nhất là chúng ta dùng trình duyệt web đi, chúng ta có thể dùng trình duyệt web, mỗi một cái trình duyệt web là chúng ta có thể đăng nhập được một cái tài khoản Facebook hoặc là Zalo hay như thế nào đó, nói chung là cái ứng dụng nào mà nó hỗ trợ trên web thì các bạn đăng nhập bình thường, còn ứng dụng nào nó không hỗ trợ trên web là không được nha. Rồi trình duyệt web và cái app, mặc dù nó là chung hệ thống của Facebook nhưng mà các bạn có thể đăng nhập một tài khoản trên hai cái ứng dụng này, không? Ứng dụng của Android hoặc là iOS hoặc là cái trình duyệt web trên PC máy tính ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập lại cái tài khoản vừa rồi nãy nè, do mình có dùng cái Samsung chức năng lưu pass á, thành ra là nó sẽ lưu lưu pass. Cái này các bạn tìm hiểu thêm nha, hôm nay mình không có chia sẻ nha, không thì các bạn cứ lưu bình thường là ấy thôi, nhập bình thường thôi, nhập tới đâu thì nó lưu tới đó. Khi mà các bạn đối với Samsung, khi chúng ta nhập mật khẩu rồi nó sẽ có hỏi phần này, thì các bạn muốn lưu thì lưu. Đây các bạn nhìn nó hỏi nè, có muốn lưu thông tin đăng nhập hay không, thì cái lưu thông tin đăng nhập này đó, nó sẽ hỏi các bạn là lưu thông tin đăng nhập trên cái ứng dụng của Facebook chứ không phải là lưu trong cái ứng dụng của cái hệ điều hành Android của cái Samsung nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình vô cái diễn đàn nãy nè, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng bài cho các bạn xem. À, mình đăng bài đây và chia sẻ luôn các bạn là cái tin rất là hot, cái cô bé mà mới đây nè, cái cô bé mà nổi tiếng nè, gây bão mạng trong thời gian qua cách đây mấy ngày nè, đấy cô bé này đó, ngày 27
cổ nổi tiếng cách đây 3 4 ngày các bạn nha. Nhưng mà có một điều rất là thú vị là cái cô này có liên quan tới à, đây 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 đây, để mình post bài cái đi rồi mình cho các bạn xem nha. Rồi cho các bạn xem nhân vật rất là nổi tiếng, nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Lúc trước là phải nói là cái chú này là mình cũng ngưỡng mộ lắm, nhưng mà thất vọng, quá thất vọng rồi. Sau cái vụ này là quá thất vọng rồi, phải là nó là suy sụp hình tượng rất là nhiều, hình tượng nghệ sĩ mình thất vọng rất là nhiều. Tất nhiên là cũng có những cái cô chú mà làm việc rất là tốt, rất là uy tín, cũng như là để lại nhiều cái tiếng thơm cho cái cộng đồng nghệ sĩ. Đây các bạn thấy không, đây nhân vật chính của chúng ta, hai nhân vật chính. Rồi tới đây thôi các bạn nha. Rồi ok, để chúng ta tiến hành, chúng ta chuyển sang cái việc mà quên, mình trở về cái ấy đi, trở về cái tài khoản của mình luôn nè. Đặng mình chia sẵn, mình chia cái chia sẻ luôn cái tài khoản của mình. Tài khoản này á đang thuộc diện là chia sẻ để các bạn nêu cao tinh thần, cũng như là cái tinh thần yêu nước chúng ta nó sẽ phát triển hơn, là khi các bạn vào cái tường của mình. Tại vì cái tường của mình là chuyên để mình tắt âm thanh nha, tắt âm thanh các bạn. Rồi tại cái tường của mình là chuyên sưu tầm những cái trang yêu nước, chuyên sưu tầm nha. Đây đây như thông tin chính phủ mình ghim trên cùng nè. Đó đây là các bạn click vào đây chẳng hạn, là các bạn phải vào một cái nhóm, cái nhóm mà nhóm này chuyên sưu tầm những cái bài viết yêu nước thôi. Là các bạn có thể vào những cái nhóm này chúng ta xem những bài viết hay ha, cực kỳ hay và hữu ích, rất là bổ ích. Nói chung là mình chịu khó mình sưu tầm, và cũng như bên cạnh đó mình sưu tầm luôn cái trang này luôn và những cái bài viết của mình. Đấy nói chung là mình không có chia sẻ nhiều đâu, mình sẽ xen kẽ để mình không có để cho bị mất những cái thứ tự của cái những cái bài, những cái bài viết hay và những cái nhóm đó. Các bạn nhìn sẽ thấy ha, những cái nhóm khác nhau nha. Đó đây nè, Việt Nam trong tim tôi nè. Và cũng như là những cái mà mình chưa biết, có nghĩa là những cái nhóm này mình không chắc 100%, nhưng mà đối với cái nhóm này mình thấy uy tín nè. Cái lão nông Tri Điền Phạm Quy Đức nè, cái bác này uy tín lắm. Rồi có những cái nhóm mà mình chưa có nghiên cứu nhiều, nhưng mà qua sơ sơ mình xem á, là mình thấy họ post rất là nhiều bài về cái lịch sử Việt Nam cũng như là cái tinh thần yêu nước rất là cao. Thành ra các bạn cứ vào, các bạn click vô cái tường mình và theo dõi nha. Đây ví dụ click vô đây một cái, rồi các bạn bấm theo dõi, đây bấm like ở đây, rồi bấm cái chuông ở đây ha. Còn không thì chúng ta vào cái mục ba chấm nè, chúng ta có cái mục mà để chọn cái phần theo dõi, tùy vào cái trang hay là cái cá nhân riêng mà chúng ta chọn khác nhau. Ở đây ví dụ chọn theo cách này thì các bạn chọn đây, ở đây nè, chọn tất cả trên đây hết ha. Ở đây tất cả nè, video tất cả nè, bài viết tất cả, bài viết thì tiêu chuẩn nè, trên bản tin là yêu thích nè. Nó chọn như thế giống mình nha, là nó sẽ đạt cái mà ưu tiên cao nhất. Khi mà các bạn có bài viết từ cái nhóm này á, là nó sẽ hiển thị trên cái chuông của các bạn. Cái chuông là nó nằm ở đây các bạn nha. Đây cái chuông, khi chúng ta lui qua đây, đây cái chuông nè. Đó là chúng ta sẽ nhìn được rất là nhiều bài viết này các bạn thấy không? Rất là nhiều bài viết, đây là mới đăng hôm qua hả? Đấy, có rất là nhiều bài viết các bạn nha. Đó, đó. Rất là nhiều bài viết khi mà mọi người đăng, những cái nhóm nó đăng là sẽ nằm trong đây. Mà cái chuông này thì một phần thôi, thì trong cái phần này nó có giới hạn, thành ra các bạn muốn xem á là chúng ta qua cái ngôi nhà bên đây, cái ngôi nhà đây là chúng ta xem rất là nhiều nè. Đó là đủ tất cả các nhóm mà chúng ta đang theo dõi luôn nha, nhiều bài viết rất là nhiều. Rồi thì các bạn cứ vào cái tường của mình ha, click vào và chọn hết, theo dõi hết những cái trang đó nha. Ví dụ cái trang phản động đi, không quan trọng quá thì mình chỉ chọn để mặc định bình thường thôi. Đó mình kéo lên nè, mình vô cái trên này nè, ba chấm trên này nè, đây ba chấm trên cùng này nha. Đó 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 đó, đó với cái cách này là cách khác nè, cái cách để chọn, cái cách chọn thông báo khác nè. Hồi nãy là cách khác các bạn nha, còn cái đây là cách khác. Nó bình thường nó sẽ là để nó tin nổi bật thôi, còn các bạn muốn bài viết nó hiển thị tất cả thì chúng ta xem được tất cả các bài viết của các thành viên trong cái nhóm này luôn. Nhưng mà mình đối với phần bạo động không có gì quan trọng nên thành ra mình cứ để bình thường, còn mấy cái nhóm yêu nước mình mới ưu tiên lên đầu các bạn nha. Rồi đó thì tùy tùy vào các bạn thì chúng ta lựa chọn cái nhóm sau cho nó phù hợp, cũng như là cái việc chúng ta
tăng thêm được cái tinh thần yêu nước và chúng ta hỗ trợ trong một công việc mà tác chiến điện tử các bạn nha. Cái bọn phản động nó hoạt động tích cực lắm chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nhất là cái trang diễn đàn Việt Nam đó, còn cái trang Hồ Ngọc Việt với có mấy cái trang mà đấu trường dân chủ này kia nữa các bạn nha. Rồi xong cái phần đó rồi, chia sẻ luôn với các bạn về cái những cái tìm bài viết nè, mình chia sẻ cái phần này hơi nhiều và nói chi tiết hơn. Ví dụ chúng ta bài viết ngày nào thì chúng ta muốn tìm chi tiết, chúng ta click vô ba chấm đây ha. Rồi các bạn xem phần quản lý bài viết ở đây. Đấy. Nếu ví dụ chúng ta muốn tìm đây, ở đây nó có bộ lọc nha. Ví dụ chúng ta muốn tìm thì chúng ta click vô bộ lọc ở đây. Đây. Đó, chúng ta tìm tìm ví dụ mình biết tự ví dụ tìm ngày 25 đi. Đó mình ok rồi. Rồi, rồi mình bấm xong ở dưới này ha. Chọn xong rồi bấm xong. Đó. Đó, rồi mình sẽ thấy được trong ngày 25 mình post những gì. Đó các bạn thấy không? Và ở đây nó có cái dấu, đây cái dấu này là dấu chọn, tích chọn ở đây đó, chúng ta có thể chọn nhiều bài viết để chúng ta xóa một lượt nha. Cái phần này nó thấy rất là hay, cái mục này chúng ta có thể xóa được nhiều bài viết một lượt, xóa được nhiều bài viết một lượt nha, chứ chúng ta không thể chèn nhiều nhiều bài viết trong ví dụ chèn, ví dụ bạn muốn gửi nhiều bài viết cho bạn các bạn đi thì các bạn không được tag qua người ta nhiều bài viết một lượt, mà chúng ta chỉ tag được từng bài thôi cho bao nhiêu người thì các bạn chọn. Đây vào cái mục kho lưu trữ thì có nghĩa là cái tin nào chúng ta cho vào cái kho lưu trữ thì nó sẽ nằm trong đây, còn nếu mà không có thì thôi các bạn ha. Đây mình ví dụ cái năm thân sinh ngày tháng này, nói chung những cái nào quan trọng mình sẽ để đây. Đó, còn nhật ký hoạt động, nhật ký hoạt động cũng rất là hay. Cái phần này chúng ta theo dõi á, là chúng ta sẽ biết được cái bài mà chúng ta mới đăng nè, mình ví dụ nha. Ví dụ cái bài mà chúng ta mới đăng chẳng hạn là nó sẽ hiển thị luôn. Đâu rồi? Chào mừng các bạn đến với nhật ký hoạt động. Có nhầm không ta? Đây, xem lịch sử hoạt động, xem lịch sử hoạt động xuống đây nữa các bạn nha. Xem lịch sử hoạt động ở như này nè, đó chứ phải xuống đây xem ở đây thì mới thấy rõ. Hồi nãy là mình mới vô một bước thôi, còn vô một bước này nữa. Đây này các bạn mới thấy là mình đăng cái bài hồi nãy nè. Nói cái mục này rất là hay, thành ra các bạn nhiều khi các bạn like một bài viết các bạn không biết cái bài viết nó nằm ở đâu, cái link đường dẫn nó nằm ở đâu, các bạn phải vào đây để các bạn biết được là cái bài viết của các bạn vừa like là nó nằm ở đâu, cũng như là những cái bài trước đó là như thế nào, bạn bình luận hay là nhắn tin qua lại với ai đó là nó lưu hết trong đây, rất là hay các bạn nha. Đó rất là hay, có ba chấm này coi coi nó có hiển thị cái gì không, ở đây ba chấm này cũng không có gì các bạn nha. Rồi ok, rồi chúng ta AI nó có để mình click lại coi nào, nó hơi chậm. Đây nó có ba chấm này, nó có cho tùy chọn thêm nè, để coi. Ủa sao nó không hiện gì hết nhỉ, để coi nào. À, ba chấm này là nó cho chúng ta xem bài viết đó hoặc là chúng ta có thể xóa trực tiếp luôn các bạn nha, cũng rất là hay ha. Bộ lọc trong cái bộ lọc này nên nó cho chúng ta làm được những gì nữa ta, hạng mục. Ô, nó trong cái phần hoạt động này nó cho chúng ta xem theo ngày luôn nè. Đó các bạn có thể xem theo ngày, mình ví dụ ngày hôm trước coi, rồi từ ngày nào tới ngày nào luôn nè. Đó không, ngày ngày bắt đầu và ngày kết thúc nó, ví dụ 2 ngày đây, nó ngày 25 26 mình ok coi. Nó hiển thị là tổng số bài của ngày 25 và tổng số bài của ngày 26. Wow, rất là hay các bạn nha. Nó cho giới hạn, tìm trong cái giới hạn này thì chúng ta tìm nó đỡ mất nhiều thời gian hơn ha. Rồi, đó là lịch sử hoạt động này nó cũng quan trọng không kém, thành ra các bạn nên tận dụng nó nha. Và quản lý, cái mục quản lý bài viết này cũng như vậy các bạn nha. Mục quản lý bài viết này nó cũng cho chúng ta bộ lọc ở đây, và chúng ta cũng có thể chọn ngày ở đây và người đăng ở trong đây ha. Đó đó, quyền riêng tư nữa nè. Đó thì chúng ta tìm hiểu thêm các bạn ha. Đó chúng ta tìm hiểu thêm mấy chức năng này, nó rất là hay ha. Rồi cái gì nữa ta, trạng thái tài khoản, nếu mà các bạn bị đánh dấu ăn gậy này kia đó, hoặc là bị ban hay phạt gì đó là trong đây nó hiển thị các bạn nha. Rồi mấy cái mục chỉnh sửa cá nhân này kia đó đơn giản rồi, mình không chia sẻ ha. Chia sẻ thêm các bạn là cái lối tắt riêng tư nè, xem cái này là cái quyền cao nhất của chúng ta, cũng như là chúng ta can thiệp vào cái mật khẩu, mình chia sẻ luôn các bạn cái mật khẩu nha. Mật khẩu đây nó nằm dưới đây, xác thực hai yếu tố này các bạn. Nếu mà dùng một tài khoản mà quan trọng á, mua bán hàng nào đó đó, mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng xác nhận mật khẩu hai yếu tố này. Đây bây giờ mình bắt đầu mình làm luôn cho các bạn xem. Chọn phương thức bảo mật ứng dụng xác nhận, ứng dụng xác thực á, là cái ứng dụng của Google
Này nè, rất là hay các bạn nha. Đây nó đề xuất nè. Có nghĩa là sao? Tại vì cái ứng dụng này á, nếu mà các bạn có cài thì cài, còn không có cài thì chúng ta tải về nha. Không có cài thì chúng ta vô Google là CH Play nè, chúng ta gõ Google. Gõ cái từ Google L. Google L thôi là nó sẽ ra nha. Google L. Đó, Google L nè, đó các bạn nhìn biểu tượng icon đó nè, biểu tượng icon này là ok nha. Authent gì nè, đó. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta cài, rồi cài xong rồi chúng ta mở lên. Mở lên các bạn nha. Đó, ở đây mình đã lưu cái Facebook ad chính rồi nè. Khi mà các bạn á, mở, tắt, đóng, mở rồi nó sẽ ra hiển thị cái mã khác chứ không phải là nó một mã duy nhất nha. Thành ra các bạn xác nhận cái mã này rất là hay. Cho dù người ta biết được cái mật khẩu của các bạn đi chăng nữa, người ta cũng không có đăng nhập được nha. Đó là lý do tại sao mình đăng cái video mà thử thách là bạn nào mà lấy được tài khoản Facebook của mình á, là mình thưởng tiền là vậy đó. Là mình đã làm cái đăng ký này, thành ra là mình không có lo. Rồi bây giờ là mình để xác nhận được cái này á thì rồi bắt đầu mình tiếp tục nè. Nó sẽ hỏi cái mã QR thiết lập thiết bị hoặc nhập mã này vào ứng dụng của bạn. Thì bây giờ mình thử mình copy cho nó cho không? Nó không cho thì tất nhiên là mình phải lấy cái điện thoại khác. À, sao chép được này các bạn nha. Ô, sao chép được thì rất là hay. Thì nó tiện luôn cho chúng ta add ở đây. Là chúng ta muốn mở cái mới, chúng ta muốn add một cái tài khoản mới thì vô ba chấm trên này các bạn nha. Đấy. Cách hoạt động chuyển tài khoản, cài đặt chuyển tài khoản. Xuất tài khoản, nhập tài khoản, nhập tài khoản. Chuyển sang thiết bị cũ. À, quét mã QR. À, chuyển tài khoản sang một thiết bị mới. Không, không phải cái này. À, đây đây nè, quên cái dấu cộng như này nè các bạn, quên tại lâu quá mình không có ấy. Đây nhập nhập nè mã QR này ha. Rồi bây giờ nó hiển thị là hiện cái gì đây. À, nó bắt quét mã code à, bắt quét mã code vậy là mình phải lấy cái điện thoại rồi các bạn ơi. Thì mình thử coi nhập khóa thiết lập. À, vô đây coi. À, tên chủ tài khoản khóa của bạn nè, đây đây chúng ta dán vô các bạn nha. Đây đó, còn chủ tài khoản đây nè, đây là mình ghi đi Phạm Anh Vũ Facebook đấy. Rồi ok, dựa theo bộ điểm, tốt nhất là để mặc định dựa theo thời gian các bạn nha. Đây là cái mã code hồi nãy nè, mã code bên Facebook nó cho nè. Đấy, còn các bạn muốn xác nhận cái mã QR này thì chúng ta lấy một cái điện thoại khác nha, lấy điện thoại khác cho nó quét nha. Rồi bây giờ chúng ta qua bên này, chúng ta xác nhận cái mã này vô đi, nó sẽ cho chúng ta cái số đây để các bạn nha. Đó, nó cho chúng ta cái số rồi chúng ta nhập cái số này vô là 792309, 792309. Rồi bấm tiếp nè. Rồi nhập vô 792309. Rồi ok, hoàn tất nè, tiếp tục nè. Rồi ok, xác nhận hai bước đã xong. Rồi ok, là các bạn khỏi lo nha. À, đổi mật khẩu này kia thì mấy cái kia nó không quan trọng lắm, thì các bạn muốn muốn thay đổi thông tin cá nhân này kia thì các bạn làm nha. Nhận thông báo về những lần thông nhập, đây những lần đăng nhập của người nào cố tình đăng nhập á, thì chúng ta nhận nhận thông báo luôn. Rồi đó, chúng ta bật mấy tính năng lại lên các bạn nha, nhận thông báo để cho cái người nào đó họ cố tình họ đăng nhập á, là nó sẽ báo cho chúng ta biết. Ừ, ha. Rồi vậy cho nó chắc ăn các bạn nha. Rồi chúng ta chọn luôn Messenger luôn nè, cho nó báo qua Messenger luôn ha. Đấy, nhận thông báo luôn. Rồi nhận thông báo qua mail tùy các bạn. Nếu mà các bạn có cái mail á mà chúng ta ít hoạt động nên nhận mấy cái này. Tại sao bạn? Tại vì cái mail chúng ta nên sử dụng hoặc là cho những cái tin nào đó hoặc cho những cái trang web nào đó nó gửi mail cho chúng ta để cho chúng ta được hoạt động, cái mail nó đạt ở cái mức hoạt động tốt để chúng ta được nhiều cái lợi trong cái việc sử dụng cái sản phẩm của Google các bạn nha. Rồi ok, rồi xong rồi đó. Như vậy là các bạn thoải mái luôn, thoải mái. Bây giờ mình sẽ cố tình mình đăng nhập vô nè, mình thoát nha. Rồi bây giờ mình thoát thoát cái tài khoản này ra, rồi mình test thử cho các bạn nha. Test thử cho các bạn xem. Đây mình thoát ra nè, đấy rồi thoát ra hết nè. Rồi bắt đầu là chúng ta xóa xóa Facebook này, chúng ta đăng nhập vô lại cái tài khoản Phạm Anh Vũ nữa nha. Rồi đó,
đăng nhập vô coi coi chúng ta sẽ thấy được cái lợi hại của cái việc xác nhận hai bước này là như thế nào. Rất là mạnh các bạn nha, cho dù các bạn có đổi được cái mật khẩu đi chăng nữa các bạn đăng nhập vô nó cũng không được luôn. Nó hay là hay cái đó. Rồi bây giờ đợi nó hiển thị rồi chúng ta tiến hành. Rồi đâu rồi, rồi Facebook đâu rồi, đây Facebook các bạn nha, chúng ta click vào chúng ta xóa dữ liệu nha. Rồi y như ban đầu rồi chúng ta xóa, rồi xóa xong rồi chúng ta ra chúng ta tiến hành, chúng ta mở lại đây, mở lại đấy, rồi bắt đầu chúng ta sẽ đăng nhập vô lại cái tài khoản này. Mình sẽ tạm dừng xíu để mình nhập cái mật khẩu các bạn nha. Mình vừa bấm xong mình ok là mình sẽ cho quay tiếp, chứ mình nhập mật khẩu bình thường trên màn hình này các bạn sẽ thấy được mật khẩu của mình ha. Đấy, cho nó load cái phần đầu á, khi mà các bạn xóa hết dữ liệu á, nó sẽ load lại hơi lâu nha, nó load lại hơi lâu do giống như nó cài đặt những cái phần mà nó cần chạy á, nó load cái phần này nó hơi lâu. Đó, rồi, ok, nó hiện về là được các bạn nha. Rồi mình dừng xíu nha. Rồi bây giờ mình nhấn đăng nhập nè, các bạn sẽ thấy nè, nó hỏi có lưu vào trong cái Samsung này, các bạn muốn lưu thì lưu, không thôi nha, mình tạm thời mình không lưu đi. Đấy, các bạn thấy không, nó hỏi nè, phải có mật khẩu này thấy chưa? Đó, cho dù mình nhập đúng đúng mật khẩu của đăng nhập Facebook và của cái tài khoản Facebook rồi, nó hỏi mật khẩu này nhập sai á, nhập sai. Bây giờ mình thử nhập sai một cái nha. Rồi mình nhập đúng lại thì các bạn sẽ thấy rõ cái điều gì nó xảy ra. Bây giờ hiện tại nè, đây nó hiện hiện mã nè là 355 321 355 321. Bây giờ mình bấm 355 đi. 355 322. Hôm nay 321 thôi, mình bấm 322. Rồi nó báo không được. Tất nhiên là nó sẽ không được. Bây giờ mình chuyển qua cái kia là cái mã nó khác nè, 305 355. Đó các bạn thấy không? Nó ra nhảy qua mã khác thấy chưa? 521802. Đó, miễn chúng ta mỗi lần nhập sai là nó sẽ hiện mã khác à. Đó, chúng ta nhập đúng thì mới được các bạn nha. Đó, đó là lý do tại sao chúng ta nên xác nhận hai bước như thế này, rất là hay. Cho dù các bạn có lấy được cái tài khoản mail mình đi, cố tình đăng nhập cũng không được luôn. Cái này là lưu thông tin mật khẩu của Facebook vào các ứng dụng của nó, chứ không phải là lưu cái mã nãy nha. Mà mã nãy lưu cũng cũng chả làm được gì nữa, mỗi lần chúng ta khởi động là nó sẽ mất rồi. Thì các bạn muốn cho phép biết vị trí các bạn á, bạn bè các bạn sẽ biết được các bạn khi mà đăng đăng nhập vào Facebook rồi, sẽ biết vị trí các bạn đang ở đâu thì các bạn cho phép, còn không thì các bạn không cho phép nha. Rồi ở video này mình chia sẻ rất là kỹ, thành ra các bạn bảo mật Facebook các bạn rất là yên tâm luôn. Rồi mình chia sẻ thêm một cái điểm nhỏ nữa mà mình để mình coi, không biết là lâu quá rồi không biết là nhớ nhớ chính xác không, là chúng ta vô chọn cái mục mà chúng ta không cho phép bạn bè spam, có nghĩa là gửi những cái bài viết tag tag tên các bạn vô và cái thảy cái bài viết qua tường các bạn á, chúng ta vô cài đặt và quyền riêng tư nè, chúng ta mua vô một lối tắt riêng tư nè, mình không biết chính xác nha, để mình vô hy vọng là sẽ đúng. Quản lý vị trí, không không cái phần này không đúng, cái vô phần cài đặt các bạn nha, nó là cái mục bài viết này kia, thông báo thông tin cá nhân, thanh toán, bảo mật và đăng nhập, quyền riêng tư, cài đặt quyền riêng tư nè, trang cá nhân và gắn thẻ nè. Rồi mình vô đây thử coi, ai có thể, không biết phải không, xem bài viết bạn, xem lại bài viết bạn, xem lại bài viết bạn, bạn bè bật, ai có thể đăng lên trang cá nhân của bạn nè, đó chỉ mình tôi nè, nè ai có thể đăng lên trang cá nhân của bạn nè, đó các bạn muốn muốn cho ai, muốn cho bạn bè đăng thì đăng, không thì các bạn cho chỉ mình tôi, chỉ mình tôi là có nghĩa là không có người nào đăng vô cái tường của bạn được hết nha. Đó, bên trong máy thiết lập này nha, ai có thể xem những gì đăng lên cá nhân của bạn, bạn bè hoặc là mọi người đó, các bạn muốn tăng cái sự tương tác thì các bạn nên chọn cái mọi người nha. Đó rồi gì nữa ta, cái này có mặc định có thì thôi khỏi đi. Rồi gắn thẻ, gắn thẻ đây, cái việc gắn thẻ nè, nó gắn thẻ có nghĩa là người ta khi mà làm bạn bè của bạn rồi ha, hoặc là bạn của bạn bè bạn, có nghĩa là người bạn của bạn bạn á, là họ cũng có quyền tag tên bạn vô, là cái bài viết đó nó sẽ nằm vô cái tường bạn luôn, thành ra các bạn nên hạn chế cho bạn bè thôi ha, hoặc là không cho luôn cũng được, thì chỉ mình tôi thôi, hoặc là bạn bè cụ thể là người nào thì chúng ta chọn ở đây, chọn cái tên người đó.
Đó, rồi ok, đó, mấy cái phần này chúng ta nên tham khảo thêm và chúng ta sẽ lược bớt được những cái tin rác và những cái nào đó nó không như ý muốn. Còn cái ví dụ các bạn muốn chặn ai và các bạn muốn bỏ chặn ai, gỡ bỏ chặn ai thì chúng ta vô đây nha. Rồi, các bạn những coi những cái khác đó, nó cũng quan trọng không kém thì các bạn tìm hiểu thêm nha. Mình chia sẻ những cái nào mà nó thông dụng thôi, thường thôi. Thường hay hay sử dụng thôi. Rồi ok. Video đến đây là kết thúc các bạn nha. Mình chia sẻ cũng khá là đủ nhiều vấn đề rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.